Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có thông báo xử lý kỷ luật đảng nhiều cán bộ do các vi phạm trong việc thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ tác hại và nguyên nhân khuyết điểm, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa theo kết quả kiểm tra trong quá trình thực hiện đề án đào tạo nguồn nhân lực cho khu kinh tế nghi sơn ông phạm đăng quyền cùng nhiều cán bộ cấp dưới cán bộ các đơn vị đã thực hiện sai các quy định về tuyển dụng sinh viên thực hiện không đầy đủ các bước theo quy định của pháp luật về đào tạo nguồn nhân lực cho khu kinh tế nghi sơn